anh chị và các bạn đang theo dõi bản tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Bản tin số 88 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Phối hợp quảng bá truyền thông, chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát hành bộ tem kỷ niệm 50 năm trận chiến 12 ngày đêm Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972 năm 2022. Đo lường cảm nhận của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính. Chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người khó khăn, ý nghĩa, thiết thực. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa anh chị và các bạn, ngày 14 tháng 12 năm 2022 tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Hội tem Việt Nam và Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ ký thỏa thuận, phối hợp quảng bá, truyền thông, chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo thỏa thuận hợp tác, bốn đơn vị sẽ phối hợp tổ chức các cuộc triển lãm tem bưu chính, bưu ảnh và các ấn phẩm, tư liệu, hình ảnh liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Đồng thời phối hợp tổ chức các sự kiện, tuyên truyền, giới thiệu những hình ảnh, tư liệu liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức và phong cách của người thông qua các ấn phẩm, sách in, sách điện tử và các hình thức thông tin, truyền thông kỹ thuật số. Đặc biệt Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Hội tem Việt Nam sẽ phối hợp với các đơn vị để xây dựng ý tưởng, đề xuất chương trình phát hành tem, tổ chức triển lãm, trưng bày tem và các ấn phẩm về chủ đề Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và đất nước Việt Nam. Ngày 11 tháng 12, Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam đã tổ chức lễ trao chứng nhận nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam năm 2022. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Vietnam Post được vinh danh top 10 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2022. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Vietnam Post nằm trong top 10 nhãn hiệu nổi tiếng của Việt Nam. Năm 2022 là năm thứ 5 liên tiếp Vietnam Post nằm trong top 10 nhãn hiệu nổi tiếng của Việt Nam. Vietnam Post đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí toàn diện về phạm vi ảnh hưởng, uy tín thương hiệu, đóng góp cho cộng đồng, các sản phẩm dịch vụ thân thiện, hữu ích. Thêm một lần nữa, Vietnam Post tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt và vị thế của doanh nghiệp bưu chính quốc gia, thương hiệu mạnh của Việt Nam. Ngày 18 tháng 12, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm 50 năm trận chiến 12 ngày đêm Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không 1972-2022. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du thiết kế, gồm một mẫu giá mặt 4.000 đồng, được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 18 tháng 12 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Ngày 13 tháng 12, Bộ Nội vụ và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức tập huấn trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về việc khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022. Theo đó, từ nay đến hết tháng 12 năm 2022, các điều tra viên của Bưu điện Việt Nam sẽ tiến hành điều tra, thu thập thông tin khảo sát về sự hài lòng của người dân với cơ quan hành chính tại gần 37.000 hộ gia đình trên 63 tỉnh, thành phố. Tối 12 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ trao danh hiệu cơ sở công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh năm 2022 cho 55 cơ sở công trình xây dựng. Tòa nhà Vietnam Post của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là một trong 12 công trình xây dựng đạt danh hiệu năng lượng xanh 4 sao. Trong tuần qua, đại diện Tổng công ty và các bưu điện tỉnh, thành phố đã tham gia chương trình trao tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại một số địa bàn do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các địa phương tổ chức. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn do Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động ngày 23 tháng 11 năm 2022. Ngày 15 tháng 12, Bưu điện tỉnh Đồng Nai phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện. Thỏa thuận hợp tác này nhằm phát huy thế mạnh của Vietcombank chi nhánh Đồng Nai và Bưu điện tỉnh Đồng Nai trên các lĩnh vực hoạt động, phù hợp với định hướng và chiến lược phát triển của mỗi bên. Hai bên cam kết duy trì hợp tác toàn diện, lâu dài, có hiệu quả và cùng có lợi trong khuôn khổ pháp luật đối với các sản phẩm, dịch vụ quản lý tiền tệ, sản phẩm, dịch vụ tín dụng. Theo là một số những thông tin đáng chú ý khác. Bưu điện tỉnh Ninh Thuận đánh giá tình hình thực hiện quyết định số 1155 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đẩy mạnh ra quân phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam hòa chung không khí phấn khởi chào mừng Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12. Chiều ngày 15 tháng 12, Bưu điện huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện dịch vụ tiếp nhận cộng tác viên, đại lý theo quyết định 1155 qua 6 tháng triển khai. Hội nghị đã có những trao đổi thẳng thắn những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời định hướng và triển khai một số nội dung thay đổi về cơ chế, về đầu mối tiếp nhận, về nội dung hợp đồng, đồng thời thực hiện ký kết lại hợp đồng từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.
trong tuần, các đơn vị trên mạng lưới đã triển khai quyết định về công tác cán bộ. Cụ thể, Bưu điện tỉnh Bắc Cạn bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bưu điện huyện Bạch Thông, Bưu điện tỉnh Đồng Nai bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Bưu điện thành phố Biên Hòa, Bưu điện tỉnh Hòa Bình bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Bưu điện tỉnh, Bưu điện tỉnh Hà Giang bổ nhiệm Phó Giám đốc Bưu điện huyện Bắc Mê và Phó Giám đốc Bưu điện huyện Mèo Vạc, Bưu điện thành phố Cần Thơ bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Bưu điện Trung tâm Ô Môn. Ngày 10 tháng 12, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã tổ chức thi nâng bậc nghề, chuyển ngạch cho cán bộ công nhân viên, người lao động thuộc 23 đơn vị cơ sở thành viên. Cũng với nội dung về đào tạo tập huấn, tuần qua, các đơn vị trên toàn mạng lưới đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về cán sự kinh tế tổng hợp, tiếp nhận thủ tục hành chính, phần mềm đo kiểm chất lượng, điều tra xã hội học cho cán bộ công nhân viên, người lao động tại đơn vị. Với mục tiêu phát triển người tham gia mới cũng như tái tục bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra tuần qua, Bưu điện tỉnh các tỉnh, thành phố trên toàn mạng lưới đã phối hợp bảo hiểm xã hội địa phương tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, phổ biến hai chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước này, đồng thời đến vận động trực tiếp người dân tại địa bàn. Tiếp theo sẽ là những tin nhắn đáng chú ý khác. Kính thưa anh chị và các bạn, sáng ngày 15 tháng 12 năm 2022, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Chu Quang Hào đã tham dự phiên trọng thể Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12. Đồng chí Lê Xuân Huy, Bí thư Đoàn Tổng Công ty vinh dự là một trong 981 đại biểu chính thức tham dự đại hội. Tại phiên khai mạc, đại hội đã ra mắt triển lãm Khát vọng cống hiến lẽ sống thanh niên được thiết kế bằng tre và công nghệ số. Tổng Giám đốc Chu Quang Hào đã tới thăm và trải nghiệm gian hàng trưng bày các sản phẩm công nghệ số của Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương. Cùng với đó, trên toàn mạng lưới, Đoàn Thanh niên 63 Bưu điện tỉnh, thành phố đã đồng loạt căng treo băng rôn, poster tuyên truyền ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước. Chiều 14 tháng 12, Đảng ủy Bưu điện tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ năm 2022. Hội nghị tập trung kiểm điểm, đánh giá chất lượng tập thể Ban chấp hành và cá nhân lãnh đạo cấp ủy, phân tích những ưu điểm cũng như hạn chế, tồn tại trong năm 2022 và phương hướng, biện pháp khắc phục những tồn tại trong năm 2023. Sáng 15 tháng 12, Đảng ủy Bưu điện tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy Bưu điện tỉnh đã trao thưởng cho các tập thể chi bộ và cá nhân là cán bộ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Ngày 7 tháng 12, Bưu điện tỉnh Hòa Bình cùng các doanh nghiệp trong đoàn đại biểu khối thi đua các doanh nghiệp Trung ương đã đến thăm và trao tặng hai nhà tình nghĩa cho hai hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với giá trị mỗi ngôi nhà là 80 triệu đồng. Chiều 9 tháng 12, Đại hội Công đoàn Khối Quản lý Bưu điện tỉnh Sóc Trăng lần thứ 5 nhiệm kỳ 2023-2028 đã được tổ chức tại hội trường Bưu điện tỉnh. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Khối Quản lý khóa 5 nhiệm kỳ 2023-2028. Sáng ngày 13 tháng 12, Bưu điện tỉnh Yên Bái vinh dự là một trong 6 doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích xuất sắc trong xây dựng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2022 tại đại hội lần thứ 3 do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức. Tuần qua, Chi đoàn Bưu điện tỉnh Cao Bằng phối hợp với Công an tỉnh và Công ty Cổ phần Công nghệ VMO Holding tổ chức chương trình Khát vọng áo ấm cho em, tặng 256 chiếc áo ấm và nhiều phần quà khác cho các em học sinh trường mầm non Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Anh chị và các bạn thân mến, trên cơ sở mối quan hệ bền chặt giữa quốc gia và doanh nghiệp bưu chính hai nước, cũng như tinh thần sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ, thời gian qua, hoạt động hợp tác giữa Bưu điện Việt Nam và Bưu chính Lào đã ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Những hình ảnh về mối quan hệ bền chặt giữa Bưu chính Việt Nam và Bưu chính Lào cũng sẽ là nội dung khép lại bản tin nội bộ số 88 tuần này. Cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tiếp nối giai đoạn hợp tác trong lĩnh vực bưu chính hai nước kể từ sau biên bản ghi nhớ được ký kết năm 2017. Mối quan hệ hợp tác phát triển giữa Vietnam Post và Lào Post càng thêm sâu sắc và cụ thể hơn khi hai bên thống nhất ký liên tiếp biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác vào tháng 6, 7 năm 2022 và chuyến công tác trực tiếp sang Lào để khảo sát các vấn đề liên quan đến bưu chính. Tháng 9 năm 2022, trong khuôn khổ Đại hội Liên minh Bưu chính Châu Á-Thái Bình Dương APP Vietnam Post đã chủ trì, hỗ trợ Lào Post mở cuộc họp giữa bưu chính ba nước gồm Lào, Việt Nam, Thái Lan về thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới. Trong tương lai, Vietnam Post và Lào Post sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác ở cả bề rộng lẫn chiều sâu trong nhiều lĩnh vực trên tinh thần sẵn sàng chia sẻ.
tương trợ và khai thác tối đa thế mạnh hai bên để cùng triển khai hiệu quả các dự án, khai phá những cơ hội mới, hướng tới phát triển bền vững. Anh chị vui lòng nhấn nút like và subscribe kênh để được cập nhật các thông tin mới nhất về Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Trân trọng cảm ơn. Bưu điện Việt Nam, gửi cả niềm tin.